Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú, trường tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung. Chào mừng các em đến với tiết học môn thể dục khối 4. Bài 14: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đều sai nhịp. Trò chơi ném trúng đích. Giáo viên thực hiện: Dương Văn Vũ. Mục tiêu và yêu cầu của bài này là: Mục tiêu, củng cố và nâng cao kỹ thuật quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi ném trúng đích. Hai, yêu cầu: quay sau nhanh và đúng kỹ thuật. Học sinh nhận biết đúng hướng vòng, đi đều vòng phải, vòng trái đúng, đều, đẹp. Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi, tham gia đúng lực, hào hứng và nhiệt tình khi chơi. Tiếp theo là phần khởi động của chúng ta. Khớp cổ, kết hợp xây cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, xây hông, xây khớp gối hai chân chậm, xây khớp gối hai chân dang rộng, gập duỗi. Mời các em xem clip minh họa. Chúng ta chuyển qua phần thứ nhất, quay sau. Mời các em quan sát động tác mẫu.
Sau đây là phần hướng dẫn kỹ thuật quay sau. Động tác quay sau, chúng ta sẽ dùng gót chân phải, mũi chân trái để quay. Và khi quay, chúng ta sẽ quay vòng, cơ thể đang quay vòng theo tay phải. Và khẩu lệnh như sau: Gip, đằng sau, quay. Sau khi quay xong, chúng ta sẽ rút chân trái lên về tư thế như ban đầu và đứng ở tư thế nghiêm. Tiếp tục lần nữa. Gip, đằng sau, quay. Chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai. Ôm đi đều dòng phải, dòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp. Thứ nhất, đi đều dòng phải. Khẩu lệnh: vòng bên phải, bước. Động lệnh: bước. Bao giờ cũng rơi vào chân phía bên sẽ vòng, tức chân phải. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các em đang đi đều, khi nghe hô khẩu lệnh: vòng bên phải, bước, các em bước chân phải thêm một bước, sao cho bàn chân phải vừa bước lên vừa làm động tác xoay người về bên phải rồi đi tiếp. Sau đó đếm nhịp đi đều lại bình thường. Mời các em xem clip minh họa. Tiếp theo là đi đều vòng trái. Khẩu lệnh: vòng bên trái, bước. Động lệnh: bước. Bao giờ cũng rơi vào chân phía bên sẽ vòng, tức chân trái. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các em đang đi đều, khi nghe hô khẩu lệnh: vòng bên trái, bước, các em sẽ quay sang bên tay trái và vẫn kết hợp với động tác đi đều và đếm nhịp 2, 1, 2. Sau đó đếm nhịp đi đều lại bình thường. Một dòng bên trái.
Tiếp theo là phần đổi chân khi đi sai nhịp. Khi các em bị sai, nhịp 1 thường vào chân phải, nhịp 2 vào chân trái. Cách sửa sai như sau: giảm chân phải hoặc chân trái 2 nhịp liên tục, tiếp tục đi đều sao cho nhịp 1 rơi vào chân trái, nhịp 2 rơi vào chân phải. Thầy mời các em xem clip minh họa. Điều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Điều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đến phần trò chơi, chúng ta sẽ chơi trò chơi ném trúng đích. Mục đích: rèn luyện khả năng tập trung chú ý, khéo léo, kỹ năng ném. Yêu cầu: chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình. Chuẩn bị: đích có thể là nhiều dạng khác nhau. Ở đây, thầy vẽ nhiều hình tròn đồng tâm và vật ném là những quả bóng nhỏ phù hợp, bóng nhựa, cao su hoặc bóng 150g. Cách chơi: các em tiến vào vị trí ném, cần cầm bóng ném vào các vòng tròn đồng tâm. Mỗi em ném 3 lần, mỗi vòng tròn có điểm khác nhau. Và sau 3 lần ném, chúng ta sẽ tính tổng số điểm 3 lần đó. Cứ như vậy cho đến hết lượt ném của mỗi đội. Đội nào điểm cao hơn thì thắng cuộc. Mời các em xem clip minh họa. Quả bóng nhựa hoặc bóng cao su để chơi. Cách chơi: các em lần lượt đứng vào vị trí, cầm vật ném để ném vào đích. Nếu ném trúng đích, được ném lần 2. Tiếp tục như vậy cho đến khi nào không ném trúng đích thì thôi. Đích có thể là những vòng tròn, càng vòng tròn nhỏ ở trong, điểm càng cao. Trò chơi đã xong, chúng ta chuyển sang phần thả lỏng. Hôm nay thầy và trò chúng ta đã học quay sau, đi đều dòng phải, dòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp, trò chơi ném trúng đích. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại tiết sau.